Tổ 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chiếc xe Hyundai Grand i10 màu xanh dương của chúng tôi vừa mới về đến cửa hàng, đang dọn dẹp, chưa kịp chụp ảnh, chưa kịp đăng. Tôi cũng chưa kịp làm video thì có anh em đến xem xe và anh em đã chốt luôn rồi quý vị các bạn ạ. Đấy, anh em cũng chốt rất là nhanh. Và chiếc xe này cũng đã được bàn giao cho anh em để về đi sang tên luôn quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang ưng những chiếc xe Hyundai i10 thì qua cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển nhé. Hiện nay thì cửa hàng chúng tôi cũng có rất là nhiều những chiếc xe Hyundai Grand i10 về còn đang chưa dọn cơ các bạn ạ. Và tôi sẽ cập nhật những chiếc xe mà bán tại cửa hàng chúng tôi sau nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chúc anh em đi thượng lộ bình an ạ. Cảm ơn anh em đã qua ủng hộ cửa hàng chúng tôi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.